Chào mừng các bạn đến với sân vận động Sayo City theo dõi trận đấu trong khổ giải bóng đá Danh Nhân Online CV 2015 vòng đấu thứ 6 giữa hai đội bóng FB và Danh Nhân Mộ Đức. Đội Danh Nhân Mộ Đức ra sân trong trang phục áo trắng quần đen tất trắng. Đội FB ra sân trong trang phục áo xanh quần xanh tất trắng. Tổ trọng tài điều khiển trận đấu gồm có trọng tài thứ nhất Võ Hoài Thương, trọng tài thứ hai Quỳnh Thị Yến Nhi. Thank you.
mời anh Phú đội 5B cộng đến bàn tổ chức. Xin nhắc lại, mời anh Phú đội 5B cộng đến bàn tổ chức. Xin cảm ơn. Cảnh này, cảnh này, hey. Nào,
Đi! Đi!
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
không tao luôn. Ép luôn, ép bằng đá luôn. Ép luôn bằng đá đi.
Đè luôn.